Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm ngày biên phòng toàn dân, 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng, vừa qua tại xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, Ban dân vận tỉnh ủy Lào Cai, các tổ chức chính trị xã hội, lực lượng vũ trang tỉnh tổ chức lễ ra quân các hoạt động công tác dân vận tháng 3 biên giới. Dự buổi lễ có đồng chí Lý Siêu Dìn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban dân vận tỉnh ủy. Trong thời gian 9 ngày, các cán bộ, chiến sĩ cùng các cấp, các ngành và nhân dân trong xã sẽ tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ, kết hợp tuyên truyền vận động nhân dân, đoàn viên, hội viên, công nhân, viên chức, người lao động, thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hiệp định, hiệp nghị, quy chế biên giới, tham gia giúp nhân dân thôn Dìn Pèng, xã Cốc Mì, huyện Bát Sát, đổ đường bê tông nông thôn, thực hiện một số nội dung phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, phong trào xây dựng nông thôn mới của địa phương. Tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn sức khỏe và hướng dẫn cách phòng chống dịch bệnh, thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có uy tín, người nghèo, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Ngay sau lễ ra quân, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân đã tiến hành đổ bê tông tuyến đường Nậm Tròn, Dìn Pèng với tổng chiều dài 1,5 km, đồng thời tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh, vệ sinh nhà cửa, đường làng, ngõ xóm. Theo kế hoạch về việc thực hiện nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2019 vừa được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành, thì kinh phí triển khai kế hoạch này là trên 15 tỷ đồng. Trong năm 2019, tỉnh Lào Cai sẽ đào tạo nghề nông nghiệp, nghề phi nông nghiệp cho 1.113 người, bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo của các cơ sở giáo dục nghề cho 40 cán bộ, phát triển chương trình, giáo trình đào tạo, tuyên truyền, tư vấn, hướng nghiệp giáo dục nghề nghiệp với tổng kinh phí 15,4 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách trung ương là 10,1 tỷ đồng, ngân sách địa phương 5,3 tỷ đồng. Việc đào tạo nghề phi nông nghiệp cho lao động nông thôn nhằm nâng cao trình độ năng lực để vào làm việc ở các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và chuyển nghề, đào tạo nghề cho một số bộ phận lao động nông thôn để thực hành sản xuất nông nghiệp tiên tiến, hiện đại, góp phần chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, thực hiện hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Được biết, giai đoạn 2011-2018, tỉnh Lào Cai đã giải quyết việc làm cho gần 90.000 lao động, trong đó lao động là người dân tộc thiểu số, được tạo việc làm mới là trên 35.000, gần 8.000 lao động bị thu hồi đất nông nghiệp được tạo việc làm mới. Hiện cả nước đã ghi nhận 43 tỉnh, thành phố có bệnh nhân mắc sởi, đặc biệt tập trung nhiều tại một số tỉnh, thành phố thuộc khu vực phía Nam. Điều đáng chú ý là có tới gần 90% số ca mắc sởi chưa được tiêm phòng, tiêm không đủ liều hoặc không rõ về tình trạng tiêm phòng. Đại diện Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho biết, ở nước ta, tại một số nơi vùng sâu vùng xa và những đô thị có số trẻ di biến động lớn, có nhiều trẻ còn chưa được tiêm vaccine sởi đầy đủ, chẳng hạn như thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội, Quảng Ninh, Nghệ An, Thanh Hóa, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, nên có nguy cơ xảy ra các trường hợp mắc nhiễm và các ổ dịch sởi tại cộng đồng. Cũng vì thế, từ cuối năm 2018, chiến dịch tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh sởi rubella cho khoảng 4,2 triệu trẻ từ 1 đến 5 tuổi đã được triển khai tại các vùng nguy cơ cao tại hơn 400 huyện của 57 tỉnh, thành phố. Tuy nhiên, ngoài việc tiêm chủng, Bộ Y tế cũng lo ngại về tình trạng lây nhiễm chéo tại các cơ sở y tế nếu những nơi này không được kiểm soát hoặc có những khu cách ly riêng. Vì vậy, người mắc bệnh sởi và nghi sởi thì phải mang khẩu trang khi đi khám bệnh. Đối với trẻ nhỏ, nếu không thể mang khẩu trang, thì người nhà dùng khăn giấy che miệng cho trẻ khi ho hoặc hắt hơi. Cục Khám chữa bệnh Bộ Y tế yêu cầu các khoa khám bệnh phải tổ chức phân luồng và có khu khám riêng để sàng lọc bệnh sởi, nghi sởi. Chỉ nhập viện điều trị nội trú những ca bệnh sởi nặng theo đúng hướng dẫn, đúng tuyến điều trị để tránh quá tải và giảm lây chéo trong bệnh viện. Nhận định về xu thế khí tượng thủy văn trong thời gian tới, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định dông lốc mạnh ở nước ta xảy ra cao điểm từ tháng 3 đến tháng 5 hàng năm khi có sự chuyển biến thời tiết từ mùa lạnh sang mùa nóng, mùa khô sang mùa mưa. Năm 2019, mưa đá xuất hiện ngay giữa tháng 2 cho thấy dấu hiệu về thời kỳ mưa dông với các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc xoáy, gió giật mạnh, sét, mưa đá đã đến gần. Thêm nữa, với nền nhiệt độ đang có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm trong các tháng gần đây, khiến việc dự đoán về thiên tai diễn ra khó lường, phức tạp trong thời gian tới.
để chủ động ứng phó với thiên tai nói chung và mùa mưa, dông lốc, sét, mưa đá sắp tới, người dân và chính quyền địa phương cần chú ý theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai từ các cơ quan hữu quan. Trên cơ sở thông tin dự báo, cảnh báo đó, các cấp chính quyền địa phương cần chủ động xây dựng các phương án lao động, sản xuất, sinh hoạt cho người dân phù hợp với từng thời đoạn thiên tai, từng loại hình thiên tai. Các cơ quan hữu quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến kiến thức khí tượng thủy văn và cách thức phòng chống thiên tai đến từng người dân và cộng đồng. Nằm trong khuôn khổ các hoạt động tại lễ hội Đền Thượng Xuân Kỷ Hợi năm 2019, chiều ngày 18 tháng 2, tức ngày 14 tháng Giêng, đã diễn ra lễ tế dân gian, lễ dâng hương theo nghi thức cổ truyền. Lễ tế năm nay có sự tham gia của 9 huyện thành phố, 17 xã phường của thành phố Lào Cai, cùng đông đảo nhân dân, du khách thập phương đến dâng hương chiêm bái. Tại sân đại bái Đền Thượng, trước linh từ nơi thờ quốc công tiết chế Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, lễ tế dâng hương đã được tổ chức long trọng và nghiêm cẩn theo nghi thức cổ truyền. Mở đầu là phần dâng lễ đến từ các huyện và các xã phường của thành phố Lào Cai. Những lễ vật được các địa phương dâng lên là những sản vật được làm từ bàn tay khéo léo của người dân Lào Cai, với lòng thành kính để cảm tạ công ơn trời đất, công ơn vị anh hùng dân tộc. Sau màn dâng lễ của các đoàn đại biểu, chủ lễ dâng hương khai lễ, đội tế của thành phố thực hiện các nghi lễ truyền thống trong không khí trang nghiêm. Không chỉ người dân Lào Cai mà hàng trăm du khách thập phương cũng hành hương về để chứng kiến màn tế lễ uy nghiêm cùng dâng hương tưởng nhớ công lao anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo và cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, sức khỏe hạnh phúc. Trải qua nhiều năm tổ chức, lễ tế dân gian, lễ dâng hương vào dịp 14 tháng Giêng hàng năm tại Đền Thượng đã trở thành một nét văn hóa không thể thiếu của cộng đồng các dân tộc Lào Cai và du khách thập phương. Tiếp tục chuỗi các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội Đền Thượng 2019, hưởng ứng Ngày Thơ Việt Nam lần thứ 17, tối ngày 18 tháng 2, tức ngày 14 tháng Giêng năm Kỷ Hợi, Ủy ban Nhân dân thành phố Lào Cai đã tổ chức Đêm Thơ Nguyên Tiêu năm 2019, thu hút sự tham gia của đông đảo du khách và người yêu thơ. Tại Đêm Thơ, hơn 20 tác giả, người ngâm thơ đến từ các câu lạc bộ thơ của thành phố và Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Lào Cai đã giới thiệu những bài thơ ca ngợi tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu, đặc biệt là cảm xúc về Lào Cai trên đà phát triển hội nhập. Đêm thơ không chỉ thu hút những nhà thơ, nhà văn của tỉnh, mà còn có cả những người cao tuổi, giáo viên, học sinh. Một cái đêm thơ nguyên tiêu mà của Lào Cai thường được tổ chức vào lễ hội Đền Thượng. Thì chúng tôi là những người tham gia các câu lạc bộ thơ của thành phố Lào Cai, và đặc biệt là chúng tôi ở phường Bắc Lệnh cũng có một cái câu lạc bộ thơ. Thì chúng tôi thường xuyên sáng tác các cái đề tài nói về Đảng, về Bác, rồi nói về Lào Cai đổi mới. Thì hôm nay tôi cũng rất là phấn khởi là được tuyển chọn một bài thơ của tôi nói về dấu ấn thời gian. Và những cái lễ hội Đền Thượng này chúng là một dịp để chúng tôi được giao lưu với bạn bè, những bạn thơ để đây học tập các bạn. Và tôi tin rằng sẽ phát triển rất lớn về cái phong trào thơ ca của Lào Cai. Tôi năm nay là tham gia năm nay là năm thứ 5 hoặc thứ 6 rồi vào cái đêm thơ nguyên tiêu này rồi. Thế và mỗi một lần là đều là sáng tác và tự mình thể hiện luôn và truyền tải từ lúc bắt đầu là xây dựng nông thôn mới và sau là bây giờ là làm sao cho cái nông thôn mới mà xây dựng được rồi là bền vững. Nhằm tăng cường quảng bá về thành phố Lào Cai thông qua các loại hình văn học nghệ thuật, trong đó có phong trào sáng tác thơ. Những năm qua, thành phố Lào Cai đã phát động nhiều cuộc thi sáng tác thơ, thu hút hàng vạn lượt người yêu thơ tham gia. Các tác phẩm thơ đã bám sát hơi thở của cuộc sống, phản ánh được không khí phát triển sôi động của Lào Cai trong thời kỳ đổi mới và những tác phẩm hướng tới chân, thiện, mỹ. Cái tác phẩm của chúng tôi là tác phẩm là có cảm xúc về thành phố Lào Cai, mà chúng mình đều sống ở Lào Cai cả, cho nên là gọi là yêu quê hương thì chính là yêu thành phố. Cho nên là những cái bước đổi thay của thành phố, những bước tiến triển của thành phố và những ngày vất vả và bây giờ thành phố như thế này thì những cảm xúc ấy được truyền tải trong thơ của chúng tôi. Đây là năm thứ 17 thành phố Lào Cai tổ chức đêm thơ nguyên tiêu. Đêm thơ là cầu nối để những tác phẩm thơ đến được với đông đảo công chúng, góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và làm phong phú thêm đời sống tinh thần của nhân dân. Dịp này tại trường Trung học cơ sở thị trấn Bắc Hà,
Ủy ban nhân dân thị trấn Bắc Hà, huyện Bắc Hà cũng đã tổ chức đêm thơ Nguyên Tiêu. Mở đầu đêm thơ là những vần thơ hùng tráng trong bài thơ Nam Quốc Sơn Hà của anh hùng dân tộc Lý Thường Kiệt. Sau đó, bài thơ Nguyên Tiêu của Bác Hồ vang lên đầy xúc động qua giọng ngâm truyền cảm và sâu lắng gợi nhớ về Bác, vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc. Cùng với đó, những bài thơ về mùa xuân, đất nước, con người, quê hương của các thầy cô giáo, các em học sinh và người cao tuổi trong câu lạc bộ thơ ca thị trấn Bắc Hà đã để lại ấn tượng sâu sắc với những người có mặt tại đền thơ. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.